Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series nói về những cái game thùng nổi tiếng cách đây khoảng 15 tới 20 năm. Thì đây là những game gắn liền với cái tuổi thơ của các bạn 9X. Thì tiếp theo hôm nay sẽ giới thiệu các bạn cái game có tên là Mustafa, hay tên tiếng Anh của nó là Cadillac và khủng long. Thì cái link tải mình bỏ bên dưới phần mô tả video, các bạn hãy tiến hành tải về và cài đặt hết sức đơn giản. Thì các bạn chỉ cần tải về và cài đặt thôi. Rồi thì sau khi cài đặt xong, các bạn tiến hành mở và chơi thử cho các bạn thấy. Đây, mình sẽ mở cái game này lên. Thì để bắt đầu chơi, các bạn nhấn vô nút Start. Rồi các bạn tiếp tục nhấn vô cái nút ở bên phải phía trên. Nhấn bước này. Sau đó các bạn chỉ cần nhấp vô góc bên trái.
hẹn gặp lại.